thêm 98.762 ca nhiễm, Hà Giang bổ sung 15.382 ca. Bộ Y tế tối 1 tháng 3 công bố 98.762 ca nhiễm, trong đó 98.743 ca tại 63 tỉnh thành. Hà Giang bổ sung thêm 15.382 ca xét nghiệm từ trước và 86 ca tử vong. Trong đó, 47.264 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. 66.861 ca cộng đồng, Sở Y tế Hà Giang đăng ký bổ sung 15.382 ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát. Bổ sung đầy đủ thông tin, như vậy tổng cộng hôm nay công bố 114.125 ca. Nhiều tỉnh ghi nhận số ca nhiễm tăng cao, trong đó Gia Lai 1.392, Thái Nguyên 1.296, Sơn La tăng 984, Hà Nội tiếp tục lập đỉnh mới với 13.323 ca nhiễm. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 80.898 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam ghi nhận 3.557.629 ca nhiễm, đứng thứ 30 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt này là Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hà Nội. Từ 17:30 ngày 28 tháng 2 cho đến 17:30 ngày 1 tháng 3 ghi nhận 86 ca tử vong, nhiều nhất tại Hà Nội 20 ca. Trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 94 và tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính cho đến nay 14.338 ca, chiếm tỷ lệ 1,1% so với tổng số ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư, số ca nhiễm trong nước là 3.313.653, trong đó 2.409.095 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Về điều trị, số khỏi bệnh trong ngày là 40.932 và như vậy số ca nặng đang tăng trở lại. Tổng số ca được điều trị khỏi lên 2.479.883. Số bệnh nhân nặng đang điều trị 3.851 ca. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.